Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát muốn viên mãn bố thí ba la mật đa, nên học bát nhã ba la mật đa. Muốn viên mãn tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh tự bát nhã ba la mật đa, nên học bát nhã ba la mật đa. Các đại bồ tát muốn biết rõ sắc nên học bát nhã ba la mật đa. Muốn biết rõ thọ tưởng hành thức nên học bát nhã ba la mật đa. Các đại bồ tát muốn biết rõ nhãn xứ nên học bát nhã ba la mật đa. Muốn biết rõ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ nên học bát nhã ba la mật đa. Các đại bồ tát muốn biết rõ sắc xứ nên học bát nhã ba la mật đa. Muốn biết rõ thanh hương vị xúc pháp xứ nên học bát nhã ba la mật đa. Các đại bồ tát muốn biết rõ nhãn giới nên học bát nhã ba la mật đa. Muốn biết rõ nhĩ tỷ thiệt thân ý giới nên học bát nhã ba la mật đa. Các đại bồ tát muốn biết rõ sắc giới nên học bát nhã ba la mật đa. Muốn biết rõ thanh hương vị xúc pháp giới nên học bát nhã ba la mật đa. Các đại bồ tát muốn biết rõ nhãn thức giới nên học bát nhã ba la mật đa. Muốn biết rõ nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới nên học bát nhã ba la mật đa. Các đại bồ tát muốn biết rõ nhãn xúc nên học bát nhã ba la mật đa. Muốn biết rõ nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc nên học bát nhã ba la mật đa. Các đại bồ tát muốn biết rõ các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra nên học bát nhã ba la mật đa. Muốn biết rõ các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra nên học bát nhã ba la mật đa. Các đại bồ tát muốn biết rõ địa giới nên học bát nhã ba la mật đa. Muốn biết rõ thủy hỏa phong không thức giới nên học bát nhã ba la mật đa. Các đại bồ tát muốn biết rõ vô minh nên học bát nhã ba la mật đa. Muốn biết rõ hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử nên học bát nhã ba la mật đa. Các đại bồ tát muốn vĩnh viễn đoạn trừ tham dục nên học bát nhã ba la mật đa. Muốn vĩnh viễn đoạn trừ sân giận ngu si nên học bát nhã ba la mật đa. Các đại bồ tát muốn vĩnh viễn đoạn trừ thân kiến nên học bát nhã ba la mật đa. Muốn vĩnh viễn đoạn trừ giới cấm thủ nghi dục tham sân giận nên học bát nhã ba la mật đa. Các đại bồ tát muốn vĩnh viễn đoạn trừ sắc tham nên học bát nhã ba la mật đa. Muốn vĩnh viễn đoạn trừ vô sắc tham, vô minh mạn trạo cử nên học bát nhã ba la mật đa. Các đại bồ tát muốn vĩnh viễn đoạn trừ tất cả tùy miên kiết sử nên học bát nhã ba la mật đa. Các đại bồ tát muốn vĩnh viễn đoạn trừ tứ thực nên học bát nhã ba la mật đa. Các đại bồ tát muốn vĩnh viễn đoạn trừ hẳn bốn ách, bốn bạo lưu, bốn thủ, bốn sự trói buộc thuộc thân cho đến bốn điên đảo nên học bát nhã ba la mật đa. Các đại bồ tát muốn viễn ly mười nghiệp đạo bất thiện nên học bát nhã ba la mật đa. Các đại bồ tát muốn thọ trì tu hành mười nghiệp đạo thiện nên học bát nhã ba la mật đa. Các đại bồ tát muốn viên mãn bốn tịnh lự nên học bát nhã ba la mật đa. Muốn viên mãn bốn vô lượng bốn định vô sắc nên học bát nhã ba la mật đa. Các đại bồ tát muốn viên mãn bốn niệm trụ nên học bát nhã ba la mật đa. Muốn viên mãn bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo nên học bát nhã ba la mật đa. Các đại bồ tát muốn viên mãn mười lực Phật nên học bát nhã ba la mật đa. Muốn viên mãn bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng nên học bát nhã ba la mật đa. Các đại bồ tát muốn nhập vào giác phần đẳng trì một cách tự tại nên học bát nhã ba la mật đa. Các đại bồ tát muốn nhập vào sư tử du hí đẳng trì cho đến sư tử phấn tấn đẳng trì một cách tự tại nên học bát nhã ba la mật đa. Các đại bồ tát muốn được tự tại tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa nên học bát nhã ba la mật đa. Các đại bồ tát muốn nhập vào xuất kiện hành đẳng trì, bảo ấn đẳng trì, nguyệt quang đẳng trì, nguyệt tràng tướng đẳng trì, nhập vào nhất thiết pháp ấn đẳng trì, quán ấn đẳng trì, pháp giữ hí quyết định đẳng trì, quyết định tràng tướng đẳng trì, kim cương dụ đẳng trì, nhập vào pháp môn đẳng trì,
Đẳng trì vương đẳng trì, vương ấn đẳng trì, lực nghiêm đẳng trì, bảo khiếp đẳng trì, nhập vào nhất thiết pháp ngôn từ quyết định đẳng trì, nhập vào nhất thiết pháp trí an thọ đẳng trì, quán sát thập phương đẳng trì, nhất thiết pháp ấn pháp môn đà la ni đẳng trì, bất vọng chư pháp đẳng trì, nhất thiết pháp đẳng thú hành tướng ấn đẳng trì, trụ hư không xứ đẳng trì, tam luân thanh tịnh đẳng trì, tùy thuận bất thối, thần thông đẳng trì, khí trung dũng xuất đẳng trì, thắng định tràng tướng đẳng trì, hàng phục phiền não đẳng trì, phá tứ ma quân đẳng trì, thành tựu thập lực đẳng trì, vân vân và vô lượng vô biên đẳng trì khác đều được tự tại, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Các đại Bồ Tát muốn viên mãn tất cả những ước nguyện của hữu tình nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Các đại Bồ Tát muốn viên mãn tất cả căn lành thù thắng, nhờ căn lành này mà được viên mãn nên không đọa vào các đường ác, không sanh vào nhà bần cùng, không rơi vào thanh văn địa, không rơi vào độc giác địa, không rơi vào định đỉnh quyết của Bồ Tát nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, sao gọi là từ địa vị cao rơi xuống địa vị thấp của Bồ Tát? Thiện Hiện trả lời, nếu các đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo để tu tập sáu pháp Ba La Mật Đa, không có phương tiện thiện xảo trụ vào đẳng trì không vô tướng vô nguyện, thì rơi trở lại địa vị thanh văn hoặc độc giác, không đắc địa vị chánh quyết của